Dạ, con trọ đây chút xíu. Dạ. Dạy qua online đó thì Việt Nam cũng có, Mỹ cũng có. Dạy thì tôi chép bài tôi gửi cho họ, rồi tôi gửi cái thâu thanh của bản đờn. Họ coi bản đờn họ vợt. Họ vợt rồi họ đợi họ trả bài cho tôi. Rồi tôi mới góp ý. Thì tôi có cái webcam nè. Tôi mở đây tôi thấy họ, thấy cái bàn tay của họ. Họ thấy cái bàn tay tôi chỉ qua cái đó. Nó dễ chứ không có gì khó. Bây giờ đăng với quanh đợt vài câu tại đôi coi. Rồi tụi mình học theo, nghe theo đó và tập theo. Rồi có những cái đoạn mà khó đó thì sẽ lên stage như thế này và để xin với thầy. Khi mà nghe tiếng đàn của thầy, may mắn là được gặp thầy xài âm từ về nhạc Việt Nam và đang không hiểu thì thầy đổi sang tiếng Anh. Mà nếu mà vẫn không hiểu thầy đổi sang tiếng Pháp. Nói là mình không hiểu tiếng Pháp thì lại thầy kiếm cách khác. Mà thầy hiểu biết rất là sâu. Văn hóa nghệ thuật là cái nhịp cầu ngắn nhất để cho các dân tộc xích lại gần với nhau, trao đổi, học hỏi, thương yêu nhau. Khi tôi đợi tôi đợi đó, tôi mượn cái tiếng đợi để tôi nói lên tâm sự của tôi. Mỗi khi tôi đợi thì tôi cảm thấy rằng tôi ở trong cái trạng thái tĩnh lặng. Mà cái trạng thái tĩnh lặng nó rất gần với thiền. Thì chính nhờ cái thiền đó mà nó cho tôi cái sức mạnh để bằng lòng với cái tối thiểu mà cuộc sống nó mang lại cho mình.